Trong lễ đặc biệt ngày hôm nay,
Bây giờ đây xin Chúa tha thứ mọi lỗi lầm để chúng ta xứng đáng cử hành mọi nhiệm thánh. Chị này đang lấy đây cắm một que cái khói ai chịu nổi. Tôi thú nhận vùng biên Chúa toàn lao. Và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Đã tin nhận mầu nhiệm phục sinh mà ban cho họ được vinh phúc muôn đời. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con, Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài trích sách ca thương. Linh hồn tôi bất an, tôi lãng quên hạnh phúc. Tôi đã nói rằng đời tôi tận cùng rồi, và lòng tôi trông cậy Chúa đã chấm dứt. Xin Chúa nhớ đến tôi phải nghèo khổ, bị ức hiếp, bị ngải độc và phải uống mật đắng. Tôi sẽ dùng trí nhớ mà hồi tưởng lại, và linh hồn tôi hao mòn trong tôi. Lòng tôi nhớ lại những sự xưa kia, nên tôi sẽ trông cậy. Nhờ lòng từ bi của Chúa, chúng tôi không phải diệt vong. Vì lòng Chúa yêu thương vô tận, hễ có hừng đông là có đổi mới, và chân lý của Chúa thật rộng lớn. Linh hồn tôi đã kêu lên, Chúa là phần gia nghiệp tôi. Bởi đó, tôi sẽ mong đợi Chúa. Chúa nhân lành đối với những kẻ trông cậy Chúa và đối với những kẻ tìm kiếm Người. Thinh lặng trong đời ơn cứu độ của Thiên Chúa là việc tốt lành. Người mang ách từ thuở niên thiếu là kẻ có phúc. Đó là lời Chúa.